Xin chào anh em, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay thì Toàn sẽ hướng dẫn anh em cách đo sai tay ngón tay ngón giữa ở bên tay phải. Chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ tiền polymer mệnh giá bất kỳ và xác định điểm to nhất của ngón tay, vị trí to nhất của ngón tay mà anh em cần đo. Đây là vị trí mà Toàn cần đo của ngón tay giữa này. Chúng ta sẽ đặt phía dòng chữ lên và mép tờ tiền vị trí phía dạo có dòng chữ lên vị trí cần đo. Ngón tay cái giữ lại điểm đầu và quấn một vòng. Em quấn một vòng thật chặt. Quấn một vòng thật chặt. Anh em chú ý thì nhớ để hở ra điểm đầu, nhưng đừng hở quá nhiều thì sẽ làm sai lệch đi kết quả. Và cuối cùng thì anh em chỉ cần giơ điện thoại lên chụp ảnh lại và gửi cho Toàn thì Toàn sẽ lấy sai tay phù hợp cho anh em. Vâng. Còn nếu quan tâm đến các mẫu nhẫn bên Toàn thì có thể inbox trực tiếp qua số Zalo 0962 884 336. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.